Có thể thấy chưa bao giờ tình hình thời tiết đang diễn biến khá là phức tạp trên các vùng miền ở cả nước như lúc này. Và giữa tháng 4 thì nắng nóng quay quắt xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long quá khắc nghiệt. Hơn 5.000 hộ dân của các tỉnh ở tỉnh là Long An thiếu nước ngọt trầm trọng. Trong hoàn cảnh đó thì cũng đã xuất hiện nhiều việc làm, hoạt động ý nghĩa, tô sáng thêm tình người giữa những lúc khó khăn như thế này. Bất chấp sáng, tối, bất chấp cây nắng hầm hập, mỗi ngày có hàng chục chiếc xe tải chở nước ngọt miễn phí đến với bà con vùng hạ của tỉnh Long An. Họ là những tài xế xe tải với tấm lòng đẹp đẽ và đang gác lại việc riêng để chung tay mang nước ngọt về vùng hạn mặn. Nước ở đây bây giờ khan hiếm dữ lắm. Bây giờ ở đây như giờ không có nước xài, có giếng nước, có cây kéo vô mà nay là nửa tháng rồi mà không có một giọt luôn. Nhờ có cô bác Mạnh Thường Quân đến ủng hộ, giúp đỡ cho bà con nghèo ở đây, tôi mang ơn nhiều lắm. Trân trọng nghĩa tình của những tài xế cung ứng nước giữa mùa hạn mặn, người dân cũng chắc chiêu từng giọt. Nước sạch được tận dụng đến đôi ba việc: rửa rau, rửa chén, tưới cây. Mình sử dụng thì do cơm và cái mình để lại, mình rửa rau, mình để mình rửa chén và làm này đó. Mỗi ngày những tài xế xe tải sẽ tập trung lại với nhau từ 10 đến 16 chiếc chở nước miễn phí, chở liên tục 2 chuyến với trung bình khoảng 100 đến 200 túi nước. Đội của em cũng có cố gắng mỗi ngày để mang cái nguồn nước sạch này cho tới cho bà con của mình. Hy vọng hành trình mang nước ngọt về vùng hạn mặn của những tài xế xe tải sẽ tiếp tục được lan tỏa. Một thông tin về tình hình thời tiết cực đoan và mới đây trên địa bàn của tỉnh Bắc Kạn và Tuyên Quang có mưa dông gây thiệt hại về nhà cửa và hoa màu. Thống kê đến thời điểm hiện tại thì toàn tỉnh Bắc Kạn có 80 nhà bị tốc mái, gió lốc còn khiến cho một cầu treo ở huyện Nha Rì bị tốc mặt cầu, 1,96 hecta ngô bị nghiêng đổ. Ngay sau khi nắm được thiệt hại thì Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy về phòng chống thiên tai tỉnh Bắc Kạn đã xuống kiểm tra chỉ đạo cùng chính quyền các địa phương hỗ trợ người dân khắc phục theo phương châm 4 tại chỗ. Còn tại tỉnh Tuyên Quang, mưa dông đã gây thiệt hại 117 ngôi nhà bị hư hỏng tốc mái, 54 hecta lúa và cây màu bị gãy đổ, ước tính thiệt hại hơn 1,7 tỷ đồng. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại do dông lốc và mưa lớn, chính quyền địa phương các cấp của tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo các cán bộ chuyên môn xuống xã thôn bị ảnh hưởng, nắm bắt tình hình và thống kê thiệt hại, huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ cho các gia đình sớm ổn định cuộc sống. Nhận định về xu thế xâm nhập mặn ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, từ ngày 21 đến ngày 30 tháng 4, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết xâm nhập mặn có xu thế tăng dần vào cuối tuần. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long cấp 2, độ mặn xâm nhập sâu trong sông, kênh rạch sẽ ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân trong khu vực. Các địa phương cần tranh thủ tích trữ nước ngọt khi triều thấp, phục vụ nông nghiệp và dân sinh, đồng thời cần hạn chế tưới nhằm giảm thiểu thiệt hại sản xuất. Khuyến cáo người dân nên trồng các loại cây thời vụ có thể chịu được mức độ mặn cao, chuyển đổi cơ cấu con giống phù hợp, đồng thời có những biện pháp chăm sóc chu đáo để hạn chế những thiệt hại do hạn hán và xâm nhập mặn gây ra. Đối với diện tích trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao, chịu mặn kém, trước khi tưới nước, người dân cần kiểm tra nồng độ mặn. Bên cạnh việc lưu trữ và tiết kiệm, người dân cần lắp đặt các hệ thống lọc nước mặn để đảm bảo tốt nhất lượng nước sử dụng cho sinh hoạt và tưới tiêu. Thưa quý vị, với mong muốn giúp đỡ các học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, tiếp tục học tập, rèn luyện và nuôi dưỡng ước mơ, thời gian qua, huyện đoàn Đắk Long, tỉnh Đắk Nông đã tiếp tục triển khai mô hình em nuôi của đoàn. Không chỉ có ý nghĩa nhân văn, mô hình còn giúp tuổi trẻ các địa phương nâng cao trách nhiệm của mình, dần thêm nhiều hoạt động thiết thực vì cộng đồng. Ca Thàn là một trong những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt của trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, huyện Đắk Long. Mẹ mất cách đây 3 năm, bố cũng bỏ đi. Ca Thàn phải cùng em gái sang nương tựa nhà dì ruột. Những tưởng phải bỏ học bởi đường xa, nhà khó. Năm học 2022-2023, em được huyện đoàn Đắk Long hỗ trợ 1 triệu đồng một năm học, kéo dài 5 năm và luôn được ưu tiên trong các phần quà học bổng do huyện đoàn, đoàn xã tổ chức. Con cảm ơn thầy cô và các cô chú thanh niên đã luôn động viên, hỗ trợ cho con trong học tập để con cảm thấy đỡ buồn hơn và cố gắng nhiều hơn trong cuộc sống. Từ năm 2022 cho đến nay, huyện đoàn đang đồng hành và hỗ trợ 14 em học sinh. Cùng là nhà nghèo cảnh khó, nhưng mỗi em có một mức độ hoàn cảnh khác nhau. Việc đồng hành của tổ chức đoàn cũng có sự linh động khác biệt, nhưng đều hướng về một mục tiêu chung. Cùng gia đình, xã hội làm vơi đi khó khăn trong cuộc sống, giúp những cô cậu học trò nhỏ yên tâm đến lớp. Thì đối với cái huyện nghèo, huyện vùng sâu vùng xa như huyện Đắk Long thì chương trình cực kỳ ý nghĩa đối với những em mà có hoàn cảnh khó khăn, hoàn cảnh yếu thế. Thì chương trình này hỗ trợ cho các em trong cái việc đến trường, được tiếp cận với kiến thức và được thay đổi cuộc sống tương lai về sau. Nhà trường rất là mong muốn là cái chương trình này sẽ tiếp tục đồng hành với những em có hoàn cảnh khó khăn, đồng hành để các em sau này có một cái tương lai tốt đẹp hơn. Thường là các cái đơn vị, các cái đoàn mà vào làm chương trình thiện nguyện trong địa bàn huyện thì đa số các anh chị là hỗ trợ bằng quà, thì ít đoàn là hỗ trợ chúng ta bằng cái kinh phí, nên là qua cái triển khai các cái hoạt động thì qua cái thực tế thì thấy rằng là cái chương trình hỗ trợ một phần cái học bổng cho các em đi học là hết sức là thiết thực, nên là huyện đoàn cũng chủ động đề xuất đến các anh chị đó chuyển một phần các cái kinh phí tặng quà đó thành một ít học bổng để hỗ trợ cho các em trong quá trình học của em. Mà dù cái kinh phí rất là nhỏ thôi nhưng mà cũng rất là mong rằng là đó cũng là một cái nguồn động viên, một cái nguồn hỗ trợ nào đó để cho động viên cho các em cố gắng đến trường. Mang ý nghĩa nhân văn, khi thực hiện ở một huyện nghèo như Đắk Lông, mô hình em nuôi của đoàn càng phát huy được giá trị. Ở đó những góp sức dù nhỏ của đoàn viên thanh niên cùng sự chung tay của nhà hảo tâm đang tạo nên dấu ấn đẹp. Và hy vọng mô hình sẽ được lan tỏa rộng khắp để các em có hoàn cảnh khó khăn thêm vững bước tới trường. Thưa quý vị, có một thư viện rất đặc biệt có tên gọi là Thư viện Container vừa được đưa vào sử dụng tại trường tiểu học Lê Văn Lương, huyện Nhà Bè, địa phương vùng xa của thành phố, giúp cho các học sinh có thêm điều kiện tiếp cận với nhiều sách hơn. Đây là Thư viện Container thứ 2 ở thành phố Hồ Chí Minh và là thư viện thứ 11 trên cả nước. Chỉ rộng hơn 40 m2, thế nhưng thư viện được thiết kế mô hình container cách nhiệt, trang bị hơn 2.000 đầu sách ở nhiều chủ đề, các thiết bị trường học thông minh, phục vụ nhu cầu giải trí, học tập của học sinh. Trước đây thì cũng có một lớp, lấy cái lớp để làm một cái thư viện nhỏ, cũng có các cái đầu sách, các em cũng đến để đọc giống như ở thư viện ở cơ sở 1. Có cái thư viện này đó là cái niềm mơ ước của các em cũng như là nhà trường. Một góc là kỹ năng sống, một góc là kiến thức khoa học, một góc là lịch sử giáo dục truyền thống và một góc nữa là văn học và một góc nữa là truyện tranh. Con cũng siêu thích cái thư viện này luôn. Mỗi ngày con vô lớp là con phải đọc một cuốn. Tủ sách container tại trường tiểu học Lê Văn Lương, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh là tủ sách thứ 11 được triển khai. Trước đây là ở các tỉnh Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ và ở khu vực Tây Nguyên. Tại đây thì càng ý nghĩa hơn khi mà tủ sách thư viện container được đưa vào hoạt động đúng vào ngày sách và văn hóa đọc thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 3 năm 2024. Bởi vì có nhiều bạn em biết là việc mua một cuốn sách đối với bạn cũng là rất là khó. Vì vậy nên là những cái mô hình mà thư viện container như vậy nó sẽ giúp một phần lan tỏa được văn hóa đọc đến với các bạn đội viên, học sinh ở những vùng sâu, vùng xa. Và khi mà có được một cái thư viện như thế này thì con cảm thấy rất là vui và được đọc thêm nhiều cuốn sách hay nữa. Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954-2024 và hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3, Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân có buổi giới thiệu bộ sách chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và giao lưu chiến sĩ Điện Biên kể chuyện tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là cơ hội để thế hệ trẻ giao lưu tri ân những cán bộ lão thành trực tiếp tham gia vào chiến dịch Điện Biên Phủ và hiểu được giá trị của độc lập, tự do, hạnh phúc của đời sống ngày hôm nay. Bộ sách chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ gồm hơn 30 cuốn sách, là những hồi ký, hồi ức, những ký sự, câu chuyện gắn liền với kỷ vật, ký ức của các chiến sĩ Điện Biên Phủ trực tiếp tham gia chiến đấu. Thông qua bộ sách, Nhà xuất bản Quân đội muốn gửi gắm đến tất cả các bạn đọc trong và ngoài quân đội về những tri thức và khơi gợi niềm tự hào dân tộc, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Chiến thắng Điện Biên Phủ mãi mãi vẫn là bản hùng ca vĩ đại trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Nói về chủ đề Điện Biên Phủ là nhắc đến một chiến thắng lẫy lừng, rạng danh đất nước với bạn bè quốc tế. Với các khách mời, những kỷ niệm, câu chuyện về Điện Biên Phủ 70 năm trước vẫn luôn hấp dẫn và có ý nghĩa vượt thời gian. Trước hết đấy là một cái chiến công vĩ đại, một đỉnh cao của chiến thắng của Việt Nam ta. Nhưng cái thứ hai vì ba tôi là chiến đấu ở Điện Biên, má tôi cũng chiến đấu ở Điện Biên và hai người lại lấy nhau giữa mùa chiến dịch mùng 1 tháng 4 năm 1954, cho nên cái cảm xúc đó lại càng mạnh mẽ hơn. Và đặc biệt khi mà được tiếp xúc, khi là nhà báo đến với Điện Biên, tôi được gặp rất nhiều những gương chiến đấu của các cụ Đó là những cuộc đời, những người đi theo cách mạng từ gian khổ, từ những khó khăn để rồi tạo nên những chiến thắng oai hùng. Tôi đã ra đời tập ký sự Điện Biên Phủ, bản hùng ca còn mãi, viết về những con người đó. Thưa quý vị, mặc dù chiến tranh thì đã đi qua, tuy nhiên những ký ức về những năm tháng khói lửa và khốc liệt của chiến tranh thì vẫn còn mãi trong tâm trí của những người cựu chiến binh, những diễn giả có mặt trong chương trình. Và những người của thế hệ hôm nay lắng nghe những câu chuyện này để yêu hơn đất nước cũng như quý trọng hơn những giọt máu đã đổ xuống, những chiến sĩ đã hy sinh vì đất nước, vì dân tộc.